Ok anh em, hello các bác, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio các bác nhé. Đấy, cũng như hôm qua thì em Hai cũng làm video đây. Đó, đây là cái bộ karaoke mà 5 triệu ông anh ở Hải Phòng mua. Thì chiều hôm nay thì em Hai sẽ là gửi ra Hải Phòng cho bác ấy nhá. Đấy, đây là loa full 30 của Việt Nam đóng anh em nhá, là JBL. Anh em để ý những cái dòng này mà né nhá, né tránh nhá. Đấy, 5 triệu cả súp, cả đầy, cả vang, cả mic này, cả loa này. Đó, chiều nay em sẽ gửi đi Hải Phòng nhá. Và đây thì em cũng lắp luôn cho bác chủ một cái bộ karaoke ở đây. Thì tối qua là bác chủ có ra và cũng đã chốt rồi. Đấy, thì cái này thì nó chưa có điện nên em Hai chưa xuống lắp thôi. Và tiện đây thì em Hai cũng lên video này để em Hai gửi đến cho tất cả các bác đang theo dõi của kênh của Hai Audio. Thì các bác có thể tham khảo qua cái bộ dàn karaoke này nhá. Để anh em nào mà có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đấy, với cửa hàng. Và các bác nếu như cảm thấy hợp với túi tiền và hợp với cái thứ nhất là túi tiền, mà thứ hai là hợp với cái gu nghe nhạc của mình, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hai Audio để các bác có thể là lấy bộ karaoke này nhá. Đây, ở đây thì em Hai có lên cho bác khách là một con đẩy của Carphone PK8 này anh em này. Đấy, PK8 anh em nhá. Con này là 800W một kênh 8 ohm. Đấy, đánh hai cặp loa full 30 là thoải mái, một con vang số X5. Đấy, và một bộ mic Zelaka, và đồng bộ đây là theo một cái con loa của VE Audio, một dòng loa của Italia. Loa này thì nó rất là khủng anh em nhá. Anh em có thể xem đây là loa là bát giờ CF này, từ trắng này. Đó, tép này là tép selection này. Con này cũng chỉ còn có mấy đôi thôi anh em nhá. Đấy, đây là phân tần của nó đây anh em nhá. Đây, ok chưa. Đó, loa này thì có để lắp dàn cũng ok anh em ạ. Đấy, đây chưa, tụ AR này, tụ Aujin này. Thấy chưa, là chở này anh em xem này. Đấy, rất là VIP luôn, ba cuộn cảm nhá. Đấy, một cái biên thế rất là to. Ok cho anh em, con này thì loa của Italia sẵn rồi. Đấy, anh em có thể xem cái phần loa của nó đây. Ok chưa, này. Đấy, loa là đều là in của Italia này anh em này. Loa này rất là khủng khiếp anh em nhé. R con này là VE Acoustic RF320. Ok chưa. Và con loa này thì cái tiếng của nó ra, chất lượng âm thanh ra rất là tốt anh em nhé, rất là tốt luôn. Để nói khẳng định với các bác là quá tốt chứ không phải là tốt nữa rồi. Đấy, bởi vì cũng là trải nghiệm rất là nhiều rồi. Thì em sẽ là nâng cấp cái bộ karaoke này lên cho bác chủ. Đấy, ok chưa. Và bác chủ phụ em là bằng 17 triệu. Đấy, bởi vì là bộ karaoke này có mức giá là 22 triệu anh em nhé, 22 triệu cho một bộ dàn karaoke. Mà em nói với các bác rằng là nhiều khi là các bác cũng không nghĩ rằng là nó có mức giá đấy đâu, khi em hát thử cho các bác nghe. Ok chưa. Đấy, bây giờ thì em sẽ là hát thử, alo thử cái tiếng mic cho anh em nhà mình cũng nghe này. Đây này nhá. Năm 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 nă
chỉ ngày một ngày em sẽ đổi thay để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Ê, năm 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 năm. Đấy, bây giờ thì em sẽ là test thử cái bộ karaoke này nhá, cho tất cả các bác nghe thử nhá. Đây, bây giờ em sẽ là test thử cho tất cả các bác nghe này. Các bác có thể là nghe thử. Ok. Đây anh em. Đấy, cái này thì nó có điều khiển anh em nhá. Đấy, anh em có thể chơi điều khiển thoải mái. Ok nhá. Đó. Nam 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 nam. Nhưng buổi chiều anh đón em về,
vì giờ đây đã có ai đi cùng em. Dài năm rừng mưa anh đây chẳng nào, chỉ ngại một ngày em sẽ đổi thay để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Yêu thương nhạt phai sợ lắm tay đã, em với người ta vui ai buồn, giống như một người là rất là ok các bác nhá. Đấy, tay mic đang còn rất là đẹp luôn. Và ở đây thì em Hai cũng setup rất là kỹ này để trước khi là sẽ gửi đến cho tất cả mọi người nhá. Đấy, rất là hay luôn anh em nhá. Đây. Và rất hay. Phút ban đầu tình thật đẹp vài câu em. Chiều anh đón em về, vì giờ đây đã có ai đi cùng em. Dài năm dầm mưa anh đã chẳng nào, chỉ ngại một ngày em sẽ đổi thay để anh bơ vơ giữa những ngày dài. Yêu thương nhạt phai sợ lắm tay đã. Ok anh em nhá. À, các bác có thể nghe cái tiếng nó rất là hay chưa? Đây bây giờ em sẽ cho anh em nghe thử cái phần nhạc của nó này. Đấy nhá. Rất đơn giản là các bác nhá. Đấy, một đẩy này, một vang này và một mic này. Đấy, cộng với một đôi loa xịn thôi. Ở đây thì các bác có thể ngắm lại những cái dòng loa đây này. Mic boss này. Ok cho anh em. Đấy, vang của Nexo này, Acoustic này. Đấy, ok cho đẩy B3 này. Đấy anh em xem nhá. Đấy, từ những cái volume một nước này. Anh em để ý những cái hàng này mà né nhá. Đấy, súp này, GCF này. Đấy, ok cho VIP không? Đấy, lại một cặp loa 30 này. À, loa 30 nhưng mà lại bát lại là từ nó chỉ có như thế này này. À, và cái gân của nó là gân gì? À, gân carbon anh em nhá, không phải là gân gân vải đâu. Ok chưa? Đấy, và nói chung là đối với những sản phẩm xịn thì anh em không cần phải mua nhiều sản phẩm đâu các bác nhá. Những sản phẩm và những bộ karaoke xịn thì anh em không cần phải mua nhiều sản phẩm. Anh em chỉ cần mua đúng sản phẩm của nó thôi. Đấy, cái này các bác có thể thêm một con súp điện hoặc lịch một con chia nguồn nữa thì nó là ok, là hoàn toàn là có thể xong xuôi một bộ dàn karaoke. Nó tầm 30 triệu, quá đẳng cấp anh em nhá. Tầm 30 một bộ dàn karaoke, phải nói với các bác rằng là hát hết nước chấm luôn. Ok cho anh em. Đấy, và ở đây nhá, đấy, em cũng đang còn những cái mặt hàng như thế này, tương đương như thế này, chất lượng như thế này, loa cũng đang còn. Đó, tất cả mọi thứ đang còn. Nên anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em để chúng ta có thể là tham khảo qua những bộ dàn karaoke và những cái thiết bị âm thanh rất là tốt các bác nhá. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhá. Đây số điện thoại của em Hai đây này, 097 này, 2345183 này. Đó, các anh có thể liên hệ trực tiếp đến đây hoặc là các anh nhắn tin qua Zalo. Còn địa chỉ của hàng bên em đây này, thôn 2 Đông Thanh, Đông Xương, Thanh Hóa. Đó, các anh cứ liên hệ trực tiếp và các anh có thể là
đến tận cửa hàng bên em để các bác có thể là tham khảo qua. Và em rất thích tất cả các bác đến tận nơi để mọi người trải nghiệm những cái sản phẩm audio của cửa hàng bên em các bác nhá. Ok, và em Hai cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều vì đã theo dõi cái video công chiếu buổi trưa này của em Hai. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác nhà mình trong những video lần sau. Đấy, sáng giờ nó mất điện, bây giờ em Hai mới có điện và bây giờ sẽ về ăn cơm và tí nữa sẽ là setup vàng gửi đi cho tất cả các bác. Ok chưa? Cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Bye bye.